Có được thần Phật giúp hay không còn tùy thuộc vào 11 điều này. Sớm nhận ra, sớm sung sướng. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời, có những người thường gặp nhiều may mắn, cuộc sống trôi chảy. Nếu có những dấu hiệu dưới đây, bạn có thể là người được thần Phật yêu thương, che chở. Nếu bạn là người đủ phúc báo sâu dày, được thần Phật để mắt, che chở, thì cuộc đời sẽ có những biểu hiện rõ ràng mà ít ai có được dưới đây. Người có ngoại hình đẹp, sang trọng. Bạn có nhận thấy một sự thật rằng những người bạn gặp trên đời này không phải ai cũng may mắn có ngoại hình xinh đẹp dạng người. Nếu bạn có vẻ ngoài sáng bừng, khí chất thì bạn là người vô cùng may mắn, có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn. Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có thần Phật yêu thương, che chở. Họ đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý, ưu ái hơn so với người cùng trình độ nhưng không được thu hút bằng. Người đi tới đâu cũng được mọi người quý mến. Nhiều người than thở rằng họ hay bị đồng nghiệp chơi xấu, bị bạn bè đâm sau lưng, thì bạn chỉ nghe tới chứ hiếm khi gặp phải trường hợp tương tự. Bạn tự nhận thấy xung quanh bạn là những người bạn bè tốt, mà điều kỳ lạ là khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn. Hay khi bạn gặp phải những trở ngại, khó khăn thì sẽ có nhiều người không ngại ngần giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà thế, một phần vì bạn cũng sống vô tư, biết cách hành xử phải phép với mọi người. Nhưng cũng có thể bạn là người giàu phước lành nên đi đâu cũng được yêu mến. Người hiểu và tin vào nhân quả. Nhân quả là yếu tố cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Những người được thần Phật che chở biểu hiện bằng chính suy nghĩ của người đó về mối quan hệ này. Nếu bạn có những suy nghĩ, góc nhìn không hoàn toàn giống mọi người xung quanh mình, có những người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh, còn bạn thì xem như đó là một phần cuộc sống của mình. Đối với bạn, luật nhân quả chi phối cuộc sống này, vì thế bạn tin rằng chỉ một điều tốt nhỏ nhoi cũng có phúc báo sâu dày theo thời gian qua đi. Cũng chính vì bạn tin vào nhân quả, tin vào việc cho đi thứ gì, nhận về thứ ấy, nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Thực tế cuộc đời này, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui, sự tự hào về chính bản thân mình. Thoát khỏi rủi ro trong căng tấc. Đôi khi bạn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, đúng kiểu ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn thoát chết trong căng tấc. Đó là dấu hiệu bạn được che chở, bao bọc bởi đấng tối cao. Những người này thường được chúng ta nói đùa rằng cao số, phúc dày mệnh lớn. Mang may mắn cho mọi người. Nếu bạn chợt nhận ra những ai ở gần mình đều gặp may mắn, thậm chí cô bạn, người thân được vợ hoặc chồng yêu mến hơn, chiều chuộng hơn, dường như họ đang được hưởng vận may từ bạn vậy. Thực ra bạn tỏa ra phúc khí, mang lại an lành, sự an toàn cho những người xung quanh. Ví dụ như nếu bạn vào quán nào mở hàng thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí nếu một người thiếu may mắn nhưng nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. Lúc khó khăn luôn có lối thoát. Có khi nào bạn nhận ra mỗi lúc bạn gặp khó khăn là sẽ có quý nhân phù trợ? Ví dụ như trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền, không biết nên làm gì thì bỗng dưng có người cho tiền. Việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu. Trong cuộc sống, cứ hễ có khó khăn nào là y như rằng bạn sẽ gặp ngay quý nhân tháo gỡ và giúp đỡ vực lên. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang được thần Phật che chở, phù hộ. Nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống mang tới cho bạn. Nhớ rằng, học nói lời cảm ơn, tăng đại phúc, đại khí. Có được người vợ hay chồng lý tưởng. Nhân duyên vợ chồng không phải là chuyện đơn giản, phải có đủ duyên, đủ phận, đủ nợ mới tu thành. Nhiều người lấy phải người không phù hợp,
và đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bạn được ban cho phước lành thì sẽ gặp được người ưng ý, thấu hiểu. Cũng bởi bạn tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nên bạn có người yêu thương, chung thủy với mình. Cho dù có những lúc cãi cọ, mâu thuẫn, nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu hơn đối phương để mà tìm cách sống chan hòa hơn với người ấy. Trong khi người khác có mới nới cũ thì hai bạn tìm cách tháo gỡ và cùng nhau sửa chữa mối quan hệ đang có để cùng hạnh phúc hơn. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang. Con cái đến với cha mẹ kiếp này là do bốn nghiệp duyên. Cũng bởi thế, sẽ có người gặp phải nghịch tử. Thế nhưng, cũng có người có đứa con vô cùng hiếu thuận. Bốn nghiệp duyên theo nhà Phật đó là: một là tới báo ơn, hai là để báo oán, ba là đến trả nợ, và bốn là đến đòi nợ. Chỉ khi có thần Phật che chở mà bạn có được những đứa con ngoan và giỏi giang, có hiếu với cha mẹ. Vì thế, những ai không có được đứa con như ý thì chớ vội oán trách ai, mà nên tự mình tu tâm, dưỡng tính để những ngày cuối đời được thanh thản, hoặc tích đức để kiếp sau được sung sướng hơn. Hiếm khi đau ốm. Ốm đau là chuyện mà bất cứ ai cũng gặp phải. Tuy nhiên, một số người bệnh nặng hay ốm, cuộc sống rất vất vả. Còn bạn, nếu bạn không bao giờ bị bệnh nặng, cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai, thì chúc mừng vì bạn chính là người được hưởng sự an vui nhờ công đức từ nhiều kiếp tích lại mà thành. Làm gì cũng suôn sẻ. Cho dù bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ điều gì đều rất thuận lợi. Ví dụ, cùng mặt hàng như nhau nhưng bạn thì bán hàng rất chạy trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm. Cùng học một trường đại học, cả hai đều chăm chỉ nhưng một người giàu nhanh trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi. Đơn giản vì người kia có nhiều phúc báo, còn người này thì không. Những giấc mơ được dự báo trước. Có khá nhiều giấc mơ của bạn trở thành sự thực. Dường như đang có ai đó cố thông báo cho bạn điều gì đó để bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn, hoặc bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp ai đó. Điều này cho thấy chắc chắn bạn đã được thần Phật che chở. Vô tình khiến đối phương có cớ hợp lý để ghen tuông hay không? Nếu không, có lẽ bạn cần nói chuyện với anh ấy hoặc cô ấy. Cắt móng tay, móng chân. Rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi bạn đời cắt móng tay, móng chân, rồi để vương vãi ra giường, ghế không chịu dọn. Cách khắc phục: bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với nửa kia về vấn đề này. Hãy cho họ biết thói quen đó khiến cho bạn khó chịu thế nào. Nếu không hiệu quả, bạn hãy cất cái cắt móng đi ở nơi mà bạn biết sẽ khiến cho anh ấy hoặc cô ấy khó chịu. Điều đó sẽ khiến đối phương hiểu ra vấn đề. Bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ. Hòa hợp với bố mẹ anh ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có rất nhiều tình huống làm nảy sinh mâu thuẫn giữa bạn và bố mẹ chồng. Cách khắc phục: hãy nói chuyện với bạn đời và cho họ biết điều bạn không thích ở bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ. Có thể cả hai bạn sẽ cùng tìm cách để khắc phục. Hãy nhớ rằng hai bạn cần phải cùng hợp tác với nhau một cách hòa thuận. Không nên đứng về phía bố mẹ mình mà phản đối bạn đời trước mặt họ. Vợ chồng cãi nhau cũng cần phải học. Không nên lầm tưởng rằng một cuộc hôn nhân mỹ mãn tức là vợ chồng không bao giờ cãi nhau. Trên thực tế, cãi nhau cũng cần phải có học vấn. Hãy cùng khám phá điều bí mật đó. Vợ chồng không chỉ khác nhau